Đã. Một, hai, ba, vô. Lũ ra đây rồi. Còn xe không có ai gọi gọi kia. Đi nhậu mà nhớ vợ gọi. Từ từ. Tắt hết trường đây. Lũ. Mày biết tao đang nhậu với bạn mày gọi mày. Gì? Mày biết câu im lặng hả? Mày đồ tiếng chuột hả? Yêu. Đi về cua nè. Đi. 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 Lên. Kêu đây. Tao đang ngủ mà kêu gì? Mày đang cúp chai nữa. Ok, mời lại kia. Làm chai này mày xúc mình Sài Gòn. Mời lại kia, mày vừa tao giúp lấy tao ngọt. Để anh anh. Tao hít ngọt nên thơm ngọt. Ok anh ơi. Ok anh luôn. Cho tao hít ngọt lắm nè. Anh ngọt rồi em nè anh ơi. Lên đây em ngọt luôn anh ơi. Thôi vô miếng cho ngọt đi. Vô em ơi. Chúc mừng đại ca. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. Vô uống đừng uống nữa nha. Đang bị nhốt làm cái gì? Chị... Mày hả mười? Con 18 em ta. Con liều. Đâu? Đâu đâu đâu? Chèm nữa anh em mình đi chơi gái. Em đi chơi kìa, mày em mới đi chơi kìa. Còn mấy em mới đi. Thằng nào tiếp trước? Tao. Thằng nào mất chú tao? Thằng nào em xin lỗi. Em thằng trước em mặc quá. Thôi em lại kìa. Thôi em lại kìa. Đại ca đi cho, đại ca cho mày, đại ca ơi. Cho mình sẽ còn chờ nữa mày. Sống mà. Cuộc sống chưa? Cho sẽ còn chết luôn.
Khó gì mày? Mày ai mà kêu tao mập? Tao đại ca 13, 14 đứa mà kêu tao mập. Hả? Làm gì? Chị. Em xem ví dụ đem chẳng ra. Phải nói đây à? Nhớ trẻ. Mượn là phải trẻ. Mình chịu tiếng không được. Ừ. Càng ngồi tiếp. Làm lâu dữ mày. Mở mở nó coi. Đó là không chọc. Anh hài quá. Cũng được. Là nó làm gì vậy? Là sao ta ngộ ngộ quá. Cái gì vậy? Quá, bây của tôi chịu khó tao nghĩ mày có lầm bá đâu vậy? Gì là kia? Gì là? Thục chết rồi luôn nè. À, tụi nó kia. Em nó kia đâu? Bây đâu? Let us die young, or let us live forever.
15. Wow. Các bạn có thấy tôi ngầu không? Ngầu. Tôi đẹp trai không? Ngầu. Xin chào bà con đến với tour tham quan những người bệnh nhân bệnh viện Sài Gòn ngang được đi tham quan các tour. Em đang thấy nhiều không? Xin kính quý vị thông cảm tại vì xin lỗi bà con. Sáng giờ đi quá sớm nên là bệnh viện chưa đủ bác sĩ để cho từng người uống thuốc. Cái đây là sai nè, tôi uống rồi. Tôi cũng uống rồi. Tôi uống rồi. Bắt đầu chúng ta bắt đầu về chứ. Tao chưa uống. Uống tao đâu. Tao uống rồi. Cái gì dùng lại lẹ. Và chúng tôi sẽ bắt đầu cuối chuyến tham quan này. Cái gì lại lẹ dữ vậy? Ai cái gì đấy xuống. Thank you.
let us escape and fly away tonight. Trái tim này để thêm lời yêu mang đi khúc hát.